Ông Trump nói, chúng tôi là một quốc gia đang xa sút và chúng tôi là một quốc gia thất bại. Theo báo Fox News vào ngày 9 tháng 7, trên một cuộc biểu tình ở Las Vegas, cựu Tổng thống Mỹ Trump đã chỉ trích chính quyền Biden về sự quản lý kém cỏi, nói rằng tỷ lệ tội phạm ở Mỹ hiện nay đang tăng vọt và biên giới bị xáo trộn. Ông chỉ trích rằng máu của những nạn nhân vô tội chảy trên đường phố Mỹ khi chúng tôi giao giảng về dân chủ cho các nước khác. Trump nói với các đảng viên Cộng hòa và những người ủng hộ rằng ưu tiên của ông là làm cho nước Mỹ an toàn trở lại bởi vì làn sóng tội phạm và vô luật pháp hiện nay trong xã hội Mỹ cần phải được ngăn chặn và đảo ngược, và chính quyền Biden là thủ phạm đằng sau tình trạng này. Ông nói, nhà nước pháp quyền đang sụp đổ trước mắt chúng ta với các chính sách tội phạm yếu kém trong chính quyền Biden, Pelosi và Schumer, các bang và địa phương của Đảng Dân Chủ cấp tiến. Trump sau đó liệt kê dữ liệu tội phạm của Mỹ và sự hỗn loạn ở biên giới. Năm ngoái, 16 thành phố của Hoa Kỳ đã lập kỷ lục lịch sử về giết người. Các vụ giết người trên toàn quốc tăng lên mức cao nhất trong 25 năm ở một số khu vực, cướp xe tăng 200% hoặc thậm chí 300%. Bọn lưu manh có tổ chức đang cướp bóc doanh nghiệp nhỏ, người dân đang rời khỏi các thành phố do đảng dân chủ điều hành, biên giới đang ở trong tình trạng vô chính phủ tàn bạo và bạo lực. Ngoài ra, thư ký báo chí Nhà Trắng đã xác nhận lại vào tháng 6 rằng Biden sẽ tái tranh cử vào năm 2024. Tờ Capital Hill của Mỹ trích dẫn dữ liệu phân tích thống kê mới nhất từ Đại học Emerson và chỉ ra rằng nếu Trump và Biden gặp lại nhau trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024, Tỷ lệ chấp thuận của Biden chỉ là 39%, xếp sau Trump 44%, 12% cử tri còn lại cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho người khác.